Vâng, xin mến chào toàn thể tất cả các chú anh chị. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại kênh thông tin của Thiện Dubai. Tiếp tục đưa tin về tình hình của cái vụ việc Nguyễn Võ Tiểu Tam và Nguyễn Kim Trung Dúi nha mọi người. Thì như tất cả mọi người cũng biết là cái vụ việc này đang được sự quan tâm của cộng đồng mạng cũng khá là lớn. Tại vì nhiều bà con cô bác đang quan tâm là khi nào mà Tiểu Tam nó tự công khai đó. Dưới sự chứng kiến của tất cả quý cô chú anh chị thì bà con cô bác mới gọi là không truy cứu nữa đó. Cho nên là mọi người em yên tâm nha, em sẽ theo là sẽ theo tới cùng cái vụ này, không bao giờ để cho cái vụ này chìm xuống được. Và ngày hôm nay chính là ngày 19 đó, ngày mai là sẽ bước sang là ngày 20 tháng 10 là ngày quốc tế phụ nữ đó. Và quý cô chú anh chị sẽ cầu nguyện cho thiên thần của chúng ta có một ngày lễ 20 tháng 10 nha mọi người. Đó. Và một cái thông tin mới nhất em sẽ đọc cho mọi người lắng nghe trên cái group cộng đồng đó, của cháu VA. Thì bây giờ là không còn thấy ai lên tiếng nữa. Chắc là mọi người quên, một số người là quên luôn rồi, không còn nhớ nữa rồi. Nhưng mà em sẽ theo sát, sẽ theo tới cùng luôn. Đấy. Thì sau đây thì em có một vài cái đôi lời đó, của một cái người mẹ không quen biết theo dõi về việc của bé VA trong suốt thời gian qua. Tôi chắc chắn rằng những ai đã từng là cha là mẹ sẽ có một cái cơn đau thắt ruột khi thấy con mình ốm đau, trượt ngã. Vậy còn có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của người mẹ mất đi đứa con mình yêu thương, đứa con tội nghiệp ngây thơ đã phải chịu những cơn đau một cách tàn độc. Với tôi cũng là một người mẹ, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng nhìn thấy hình ảnh của bé đọc qua báo đài, theo dõi tình tiết về sự ra đi của cháu, tôi thấy nhói đau một người mẹ không quen biết kia đau gấp ngàn lần. Con ngây thơ, hồn nhiên, đáng yêu là vậy, mà tại sao chúng lại có thể là bắt con chui vào chuồng chó, ăn cơm chó? Tại sao chúng nó lại đối xử với con như vậy? Con còn nhỏ, con có biết cái gì đâu. Đúng mọi người. Đó. Thật sự là những cái kẻ mà tàn độc như Trang và Dúi đó sẽ phải trả giá vì những gì mà chúng nó đã làm. Những kẻ tàn độc đang tâm có những cái hành vi cầm thú tước đoạt đi sinh mạng của cháu, thấy đau lắm, căm thù lắm. Chỉ mong thấy kẻ bất nhân kia sớm phải chịu sự trả giá thích đáng cho những cái hành vi thú tính của mình. Tôi xa con có mấy tiếng mà thấy nhớ, muốn xong việc nhanh để về với con, mà đây người mẹ ấy đã phải xa con mãi mãi. Người mẹ ấy vẫn hàng ngày phải ôm con đau thắt ruột gần, mong manh lắm, nhưng tận sâu thẳm thẳm trái tim của người mẹ ấy vẫn nhen nhóm một hy vọng rằng sẽ làm đủ mọi cách cho con mình được nhắm mắt yên nghỉ. Tôi tin rằng người mẹ ấy, cho dù có phải hơi tàn lực kiệt, cũng sẽ không buông xuôi bỏ cuộc việc tìm lại công lý cho con gái. Chúng ta hãy đòi công bằng cho cháu bé nha mọi người. Đó. Và mỗi ngày một tin về cháu sẽ là niềm hy vọng cho người mẹ đang bị nỗi đau đớn vì mất con dày vò từng giây từng phút. Hãy thử nhắm mắt và nghĩ rằng nếu mình rơi vào hoàn cảnh đó thì sự sẻ chia của mỗi người nó sẽ đáng quý như thế nào. Nó sẽ tiếp sức mạnh cho người mẹ ấy mạnh mẽ hơn,
kiên cường hơn trên con đường đi dằn công lý cho con gái đã mất của mình. Hãy dằn cho người mẹ đáng thương ấy một phút thôi. Đối với bạn thì chỉ đơn giản là một phút, nhưng đối với chị Hạnh, đó là cả một cuộc đời. Cuộc đời dành cho cô con gái đã mất. Chỉ mất của bạn một phút thôi, nhưng hãy chung tay giúp bé trên trời được thanh thản. Đấy là cái tâm nguyện của tất cả quý cô chú anh chị muốn gửi đến gia đình của nhà chị Hạnh. Hy vọng là cái vụ này sẽ tiếp tục đó. Mà tiếng thét rợn người giữa phiên tòa hát hưu xét xử vụ Tiểu Tam đó, thì luật sư Thơm cũng đã nói một cái điều rằng là tụi mày có làm thì phải có chịu, đừng có mà mít ướt nữa. Đấy. Gió vi vu trời ơi quá uất hận. Ông này giả vờ dơ cao đánh khẽ, ăn đầy mồm polymer rùi đồng nào ơi. Dân đen thấp cổ bé họng thì làm được gì, kéo dài tuyên án là để dung chài cá nhảy thôi. À, nhiều cô chú chị cho rằng là gia đình nhà rúi nó có tiền nó lo hết rồi, nhưng mà chúng ta ở ngoài cuộc chúng ta chưa biết được mọi người đó, chúng ta chưa biết được thì chúng ta chưa nên phán được cái gì. Phải chi đừng bỏ gia đình, giờ đang cuộc sống ấm tình người thân, phải chi mà biết ăn năn, dù mang tột tử một lần thẳng ngay. Phải chi trang thái chia tay, lúc chuyện vỡ lỡ thì nay không tù. Phải chi hai đứa đừng ngu, tình không vụng trộm mắt mù vì ganh. Phải chi đừng có chăn dằn, để con bên mẹ đừng hằn hỏa cơn. Phải chi chăm sóc con hơn, được chồng là mẹ trang hơn bây giờ. Giờ đây hai đứa ngồi chờ, kẻ chờ ngày tử, kẻ chờ án tuyên. Ham chi rẽ thúy chia quyên, cắt tình mẫu tử đoạn duyên cho mình. Giờ đây ở giữa pháp đình, tình duyên cũng mất, bao tình cũng toan. Mẹ cha già trông ngóng khóc than, trùng trùng cắt biệt đội tang chờ người. Khăn xô gậy trúc thiếu người, tiễn chân cha mẹ thiếu người dưỡng nuôi. Xót xa pha lẫn nực cười, học cao tri thức tự vùi chôn thân. Sống không nhân nghĩa trong tâm, đừng nói bị nhầm khi chọn đường đi. Nhân quả không thể so bì, đã gieo nghiệp ác thị phi đi cùng. Thương an dòng lệ hòa chung, nỗi đau con chịu xót cùng với con. Bao ngày con chịu đòn roi, người người biết án của con lệ tràn. Thương bao thân phận lầm than, còn bao trẻ nữa vẫn đang bị hằn. Mong cho mức án sẽ dằn, cho bọn luôn hằn con trẻ thật nghiêm. Thì đấy chính là cái thông tin mới nhất để cập nhật cho tất cả quý cô chú anh chị. Vì chất tóc của mình thẳng, kính mong tất cả bà con bác hãy theo sát và không bao giờ có thể để cho cái vụ này nó chìm xuống. Và em sẽ cố gắng là cập nhật những cái thông tin mới nhất cho tất cả của cô chú anh chị. Cho nên là mọi người hãy cứ gọi là yên tâm nha. Có một thắc mắc viên trên từ Việt. Có một thắc mắc mà trong suốt 2 năm qua bạn chưa nghe ai hỏi. Anh ơi, em hỏi câu này. Câu này không phải là em nhu cầu quan hệ tình dục. Em chưa quen nhau gần được. Cá viên trên từ Việt. Cá viên trên từ Việt tôm. Đùa chứ có mỗi cá viên trên thôi. Mà cái quay gì các ông có thể lấy để làm được. Mà ông nào làm hot chứ lại... Mà hot thì đừng có nói chuyện qua được mặt Hà Cúc Kinh. Chuyển ngay vào luôn thôi. Nhiều lần quảng cáo chùa cho mì tôm hảo hảo rồi. Nay tôi chuyển qua Coco Mi. Cả mà các bác lại hỏi là loại khác có dùng được không? Loại nào mà lại chả làm được? Tiện loại nào tôi mua loại đó thôi. Mì tôm sau khi đập nát ngâm nở thì mình trộn gia vị của gói mì vào. Sau đó thì các bác cho bột mì vào.
trộn đều lên rồi cho hành lá vào. Bóp thật kỹ cho mì tôm, bột và hành thành một khối dẻo mịn là được. Viên thành từng viên như cả viên chiên. Chiên cho nó vàng là xong rồi. Qua là đơn giản. Thì đấy là những cái thông tin mới nhất em muốn gửi dành tặng cho tất cả quý cô chú anh chị. Đó, cảm ơn tất cả mọi người đã gọi là quan tâm theo dõi và lắng nghe. Và đừng quên trao tặng tay xuất quà từ thiện giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, trao yêu thương thiện nguyện. Xin cảm ơn tất cả bà con các bác đã quan tâm theo dõi và lắng nghe.